Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình ở hôm nay thì ngày lễ của mình cũng khá là gần hành thì mình sẽ nghịch một chút đối với ác cao chú heo một tí và mình lần này mình sẽ chuyển đổi đâm chính thành ngọc thố <laughs> ngọc thố nhé các bạn Đâm chính hôm nay mình sẽ chuyển đổi thành ngọc thố và mình đã uh, chuyển đổi một phần rồi thứ nhất là mình sẽ tiết kiệm cái thời gian của các bạn thì mình sẽ chuyển đổi cái thiên kỹ rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển đổi một số cái còn lại như trang bị thì ngọc thố sẽ thay vị trí của của ai các bạn biết không của nữ nhi quốc vương và mình sẽ trùng sinh nữ nhi quốc vương các bạn nhé bởi vì ngày xưa nữ nhi quốc vương của mình ấy là là thất tỉnh ba nghĩa là khi mà các bạn chuyển đổi một tướng ấy thì các bạn muốn trùng sinh nó thì đầu tiên các bạn phải cho tướng đó ra khỏi đội hình chúng mình thì lúc đó các bạn sẽ trùng sinh ấy thì khi đó trùng sinh thì chúng ta sẽ hoàn trả lại sở từ và mình sẽ thất tỉnh ngọc thố bản chất của ngọc thố thì hầu như không ai chơi đâm chính cả nhưng thật ra thì ngọc thố là một thần tướng nó hơi giống kiểu lam Tỳ bà tuy rằng nó không được mạnh như lam tị bà phá phòng thủ nhưng ít nhất nó cũng có thể làm đâm chính giải trí được vậy thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm ngọc thố đăm chính của ngày hôm nay các bạn đầu tiên là mình sẽ lên tăng sao đã đã tên sao vậy ok thì thiếu tướng thì mình sẽ cho vô tự thiên thư luôn đấy mình sẽ đóng vô tự thiên thư bởi vì khi mà các bạn trùng sinh lại thì nó cũng sẽ hoàn trả lại cái số lượng số lượng vô tự thiên thư thôi đấy thì với một ngọc thố thì chúng ta sẽ có gì thứ nhất để mình nói qua cho các bạn một chút về ngọc thố đi ngọc thố là mang một tính tướng vừa phòng thủ vừa tấn công các bạn nhé đấy và đầu tiên này thì uh, kỹ năng của ngọc thố là đánh ba mục tiêu hàng ngang các bạn nhé Đấy, hàng ngang và khi mà đánh mục tiêu nam thì sẽ được tăng lên 40% sát thương các bạn nhớ chúng mình và kỹ năng này thì kỹ năng thứ ba thì khi ra trận cùng nữ như quốc vương ấy thì bản thân tăng 20% giảm sát thương trước khi chiến đấu thì hồi ngẫu nhiên cho Ngọc Thố 2 đến 4 điểm liên kích. Thế là trước khi chiến đấu thì hồi thêm liên kích nữa khá là lợi. Vậy thì Ngọc Thố có đặc điểm gì? Ngọc Thố bản chất của nó ấy là một tướng sẽ cần liên kích để làm gì? Khi mà Ngọc Thố có liên kích ấy thì Ngọc Thố sẽ tăng 8 điểm sát thương. Vậy là ví dụ như 8 điểm liên kích, 88 là chúng ta bao nhiêu? 88 là 56 đúng không? 56% sát thương. Đấy hay là đột phá 11 chúng ta có một câu chuyện đó là ờ uh, khi thi triển kỹ năng thì hồi một liên kích rồi kết thúc đánh thương thì hồi thêm một liên kích nữa Ý nghĩa là ngọc thố thì lượng liên kích nó sẽ luôn luôn nhiều rất là nhiều các bạn nhé tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến câu chuyện là đột phá 15 khi tấn công ngọc thố công chúa cứ có một điểm liên kích thì sẽ tăng cho bản thân 8 sát thương thì 8 x 5 là 58 56 phần sát thương vậy là ngọc thố có 56 sát thương và 56 phần giảm sát thương khi mắc các bạn nhớ nhá khi mắc liên kích 8 điểm thì để mắc lên cái 8 điểm thì chắc chắn sẽ phải cần một thiên ký của tỷ lam bà vì vấn đề phá bảo thì khá là lạ phá bảo của thần tướng này thì khi thần tướng phe ta trừ bản thân cái thúc hiệp ngọc thúa trị liệu cho bản thân thần tướng nữ phe ta các bạn nhá và anh hái thật phải cần nữ nếu vì thế nếu mà muốn chơi đội hình ngọc thố ấy thì mình phải đóng phun bộ thần thông chuyển giới các bạn bởi vì hiện tại đội hình của mình toàn là nam giới thì lúc đó mình mới tối ưu được cái phá bảo của ngọc thố là hồi 15% sinh lực nhưng thôi thì đối với mình thì 15% sinh lực này thì mình có thể chuyển đổi thành uh, uh, Chúa thể địa ngục đi mình đã lên mắc chúa thể địa ngục cũng được để cho việc hồi máu của ngọc thố tốt hơn đầu tiên thì mình sẽ lên phá bảo thì trước cái đó thì mình đã chuẩn bị phá bảo vạn năng rồi với 635 phá bảo vạn năng này thì mình sẽ lên được bao nhiêu Đấy, có đủ không? Có đủ 150 không? Nếu mà không đủ thì có thể là mình phải trùng sinh thêm nữa các bác ạ Không biết clip này mình đã quay chưa? Và thật sự là ngày nghỉ lễ thì mình thấy các bạn cũng khá là thích xem kênh Thì mình cũng sẽ gắng làm nhiều nội dung mới hơn cho các bạn trải nghiệm Đợt này bên C có một tướng mới thì mình thử xem mà có mượn được cao không? Thì mình sẽ review cho các bạn con tướng mới, tướng đỏ giới hạn Thấy mọi người trong cộng đồng cũng rất là phấn khởi, cũng rất là hồ hởi với cái nội dung này ở hiện tại thì mình đang có hai cái group. Thứ nhất là một group mua bán thì các bạn gõ ở Facebook ấy, phở bò ấy là mua bán uh, mua bán trao đổi ờ uh, tây juvenci kia kim ấy. Còn uh, thứ hai là cái group cộng đồng Zalo thì các bạn có thể thấy các bạn có thể quẹt mã QR ở trên màn hình, ở đầu clip cũng không được hoặc uh, phần mô tả bình luận. Ờ uh, phần mô tả của clip chứ. Thường thì phần mô tả thì mình sẽ để đầy đủ hết. Ui không đủ các bạn nhé. <laughs> không đủ rồi không đủ rồi vẫn thiếu lên tận là một trăm thiếu bao nhiêu thiếu một chút các bạn nhé thiếu thì có lẽ là mình sẽ trùng sinh thêm pháp bảo của uh, ai đó thôi đây chúng ta vẫn là câu chuyện thu hồi rồi pháp bảo này trùng sinh pháp bảo thì uh... ôi đôi lúc là không đủ để các bạn dở đấy chết dở uh, mình xem trùng sinh pháp bảo của của đường tăng xem đây đường tăng ở vùng phá bảo này cũng không ổi vậy là hết rồi vậy là đầu game đấy giờ mình có cái lượng ờ uh, vạn năng phá bảo lên tới sáu 600 mấy thôi nghĩa là nếu mà các bạn chơi một khoảng thời gian dài ấy, thì hầu như là một năm thì các bạn kiếm được khoảng 800 cái vạn năng phá bảo đó nói chung là cũng do một phần mình chưa chưa thật sự đây nếu mà mình muốn chạy cái này thì chạy cũng được này các bạn này nếu muốn nhé đấy chạy vạn năng phá bảo ở trong này cũng được nó rất là nhanh Uh, nick của mình thì thật ra thì mình cũng không có quá nhiều thời gian để bị account cao này nên ở cao này lực chiến nó sẽ uh, bị tụt đi một tí nhưng về vấn đề tài nguyên thì không bị tụt đâu các bạn nhé bởi vì thật ra thì mình cũng khá là chăm chút về vấn đề tài nguyên nên các bạn yên tâm về vấn đề này uh, mình bảo danh một tí đã quyên đây sau khi lấy rồi thì mình sẽ chuyển đổi trang bị đồ nhé ngồi không thì mình sẽ chuyển thành sport đi đấy về vì thế thì uh, mình sẽ tháo Uh, mình sẽ tháo nha các bạn nha mình sẽ tháo ồ oh, lại có người lại có người nạp rồi đợi mình tí đổi sang các bạn nhé thì chắc chắn rồi khi mà chuyển đổi đồ thì các bạn cũng phải chuyển đổi thần thông và mình đã ở uh, bị sẵn cho ngọc thố bộ thần thông rồi hiện tại ngọc thố bộ thần thông này nó gọi là tạm được thôi các bạn nhé đặc điểm của ngọc thố ấy có một số cái thần thông không thể sử dụng được rất là cay thứ nhất là một số cái thần thông như kim hồng quán nhật chẳng hạn một số cái thần thông như Kim Hồng Quán Nhật thì không thể sử dụng được. Đấy. Hay là thần thông Tôn Ngộ Không cũng ở uh, ở uh, thần thông Tôn Ngộ Không sử dụng được. Nghĩa là có những thần thông như thần thông hồi máu này, tử khí đông lai. Đúng không? Mình nhớ không nhầm mà tử khí đông lai không sử dụng được này Rồi Kim Hồng Quán Nhật cũng không sử dụng được khá là cay. Đây. Đây, thần thông Kim Hồng Quán Nhật này, cái thần thông ghém này không được sử dụng này, không hợp luôn này. Rồi thêm một thần thông là tử khí đông lai không được sử dụng này khá là cay đấy các bạn bởi vì thật ra người ta không sáng nhận là đây là tướng sắp thương mà thật ra bản chất tướng này thì nó mang tính chất là vừa phòng thủ vừa tấn công ở ờ, kỷ vật thì có lẽ là mình sẽ lấy bộ kỷ vật uh, bảo kích này bảo kích rồi lấy uh, phần trăm tấn công này đúng không năm tấn công thôi lấy ở bên uh, tôn ngộ không sẵn hết các bạn nhé và mình sẽ uh, cho tôn ngộ không mang bộ kỷ vật bình thường thôi Đấy, kỷ vật uh, cho tôn ngộ không một bộ bình thường thôi các bạn nhé À, có bộ nào thừa không nhỉ đây cho ngủ không mang bồ giảm phòng thủ các bạn nhé bộ giảm sát thương nhé đây à, đây cho mang cửu châu luôn thần thông thì thôi tôn ngủ không mình mặc tạm như vậy thì với một thần tướng ngọc thốn như thế này thì bây giờ mình sẽ lên thức tỉnh cho nó nữa đây tiến cấp lên luôn này. ôi có lẽ mình phải lên tiến cấp 45 các bạn ạ 145 mới được mới đủ đam Bởi vì bây giờ mà nếu mà bị thọt chó bả thì nó cũng khá là gay Chứ kể là bị thọt phá cảnh nữa Thấy bà là mình quyên tính một cái bước đó là phá cảnh thì Nếu mà bị phá cảnh như thế này thì có thể là mình phải trùng sinh Trùng sinh để thính hoặc trùng sinh của ai đó để mình lấy phá cảnh lên chuyển trang cho Ngọc Thổ các bạn nhé Đây có gì có thể là mình sẽ phải đây, mình trùng sinh cái này. À... từ từ các bạn đời mình xíu nhé. thôi mình thức tỉnh đi đã. Thì đầu tiên này, mình sẽ thức tỉnh này. Thứ, thứ nhất là về giao diện của Ngọc Thố thì rất là đẹp nha các bạn. Mình sẽ thức tỉnh Ngọc Thố cho các bạn này. À, thức tỉnh lần thứ nhất này. Thường thì để trọn bộ thức tỉnh này các bạn mất khoảng 120 sở từ kinh thi nhé. âm à, 120 cái sở từ. Mỗi loại 40 cái. Đầu tiên option đầu tiên tiếp theo này option thứ hai thì khi đồng đội đồ nữ trở thành mục tiêu thì ngọc thố sẽ bảo hộ thì cái option này thì sẽ mang tính chất tanh hơn các bạn nhé Đấy. mục tiêu chính thì với việc như thế này mà đánh mà đánh theo kiểu mà ngọc thố tanh trâu ấy đội hình tanh trâu là tất cả đều là nữ giới ấy, thì cái hiệu quả thức tỉnh hai này nó sẽ rất là lợi bởi vì bản chất là khi mà kẻ có, có người đánh ấy, cái thúc ấy mà phép nữ ấy, thì Ngọc Thố sẽ được hồi 15% sinh lực máu mà Nếu mà như thế mà kết hợp với cái thức tỉnh 2 này Thì nó sẽ làm cho đội hình của Thánh rất là trâu Đây thức tỉnh 3 thì sao? Thức tỉnh 3 thì chuyển đổi hóa thân rồi các bạn nhé Đây khi bị tấn công Ngọc Thố cứ có một điểm liên kích sẽ tăng cho bản thân uh, 10% tấn công Và khi mà phòng thủ thì có ở uh, một liên kích thì sẽ tăng 30% phòng thủ Vậy là với lượng liên kích của trò chơi này là 8 điểm thì sẽ tăng tối đa là 80% tấn công. Đó là lý do tại sao mình sử dụng cái thiên ký Diêm Vương để mình tăng cái lượng tấn công lên hay là sử dụng cái thiên ký Vong Hồn giai đoạn đầu. Rồi tiếp tục là chúng ta có câu chuyện là Ngọc Thổ công chúa cứ có một điểm liên kích thì sẽ tăng cho bản thân 30% phòng thủ. Đấy thì ok, mình bây giờ thiếu một cái nữa gọi là thiếu phá cảnh. Thì chắc có lẽ mình phải trùng sinh trùng sinh tôn ngộ không đi các bạn ạ, đây mình sẽ đổi trùng xuống thành con âm này, không ký thừa này, rồi bây giờ mình sẽ thu hồi và mình sẽ trùng sinh tần, đây trùng sinh tướng này, đúng không? trùng sinh này các bạn sẽ hoàn lại phá cảnh khá là nhiều, đấy mình sẽ trùng sinh tôn ngộ không đi, thay tôn ngộ không bằng ai đây nhỉ? mình sợ là không đủ rồi, ở à, thay tôn ngộ không bằng đại binh vương đi các bạn có lẽ là mình thay tôn của không bằng đại binh vương có đủ không hay là à hay để quan âm đúng rồi vậy thì được hơn thay quan âm bởi vì thật ra quan âm thức tỉnh cũng khá là ngon đúng rồi tự dưng này đây đầu tiên mình sẽ phá phá cảnh nhé phá cảnh cho nó nhanh như đã rồi từ đó thì mình đây đã mất rồi bắt đầu mình sẽ thức tỉnh quan âm thì nó sẽ phù hợp rất là nhiều được cái thì nếu mà trò chơi ra cái tính năng uh, làm nhanh thì nó sẽ hay hơn các bạn nhé Không biết là sau này có có không Chứ phá cảnh thì hiện tại thì mình thấy là chỉ có đang phá cảnh một lần x5 thôi Còn mà tăng level lên nhanh thì mong mong đằng sau này có Có chữ tay tăng bằng cơm như thế này nó cũng khá là ỏi Hãy tự dưng lại uh, nghĩ ra quanh lâm thức tỉnh <laughs> Quanh lâm thức tỉnh thì sẽ uh, lợi thế được về vấn đề du long quy hải của cái địch tôi thì uh, như thế thì mình có thể có một cái hướng đó là cái hướng uh, đánh đánh phá cái, phá cái gì các bạn hiểu không? Nghĩa là mình sẽ cho đường tăng trở thành một đường tăng đan để để làm gì? Để phá cái tầng tạo hóa kim tân của kẻ địch rất là sớm. Thì dưng lại nghĩ ra khá là hay đấy các bạn nhé Đây mình thức tỉnh quan động Ui. Thấy bà rồi. Từ từ mình sẽ phải trùng sinh tăng sao đó các bạn nhé. Uh, thần tướng này trùng sinh tăng sao đây về trùng sinh tăng sao đó đấy không biết là có đủ thể thức tỉnh không đây mình thức tỉnh này thức tỉnh không biết đủ mảnh không mong rằng là đủ ui may mắn quá vừa đủ luôn các bạn nhé đấy vừa đủ thức tỉnh luôn quá tuyệt vời thức tỉnh để mình lấy cái option uh, option sau này các bạn nhé đây Đấy, khi bị nộ dưới 5 thì không thể thi điển tấn công bổ sung này Và mình sẽ chuyển đổi khá là hay đấy các bạn <laughs> Mong rằng là cái lần trải nghiệm này nó sẽ tốt một tí Để rồi chúng ta tìm ra những cái, cái, cái góc nhìn đánh mới Thật sự là mình rất thích những cái lối bi mới các bạn nhé Tuy rằng nó nó tệ Tuy rằng nó có thể là không chuẩn Nhưng ít nhất nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác rằng trò chơi nó hay hơn Nó hấp dẫn hơn Rất là nhiều đúng không đi một bộ như thế này <laughs> tự dưng lại ngựa ngựa lại nghĩ nghĩ ra quan âm chứ lúc đầu mình cũng không nghĩ ra quan âm đâu đấy quan âm thức tỉnh làm hỗ trợ các bạn nhé đánh hỏa liên trùng sinh <laughs> không biết là có trụ được đam trụ được đường không nữa này thật ra thì việc mà sử dụng cái quan âm hỗ trợ thì cũng rất là ok các bạn nhé không không, không ảnh hưởng gì quá nhiều đối với một trận đấu cả bởi vì khi mà quan âm thức tỉnh mà có hóa thân đấy, có thêm cái hóa thân để sẽ duy trì được hiệu ứng, duy trì được cái hiệu ứng bất lợi cho kẻ địch đó là cái hiệu ứng này này, cái hiệu ứng uh, tuyệt lục trần đúng không? này đúng không? Ừ tuyệt lục trần, rồi uh, mình có tính là quan âm du long quy hải không? Uh, từ từ nhé, mình đang tính nhé, có thôi cứ để đấy đã như như thế này ổn chứ các bạn hơi khoai nhỉ nếu mà sử dụng một đường tăng đô đầu tiên là mình sẽ sử dụng đường tăng bục máu đi mình xem viện quân nào. viện quân thì đã có nữ như quốc vương rồi một đội hình như thế này đấy đâm chính này các bạn này nhân bục này ok đủ này đây là cái cần cái thiên kỹ gì đây lô uh, cường giả vi tô này minh phân pháp tướng tôi cũng được đây. để tạm như vậy nhé Đấy, mình sẽ demo cho nếu có thể ờ à, mình sẽ các bạn chờ mỹ chờ tí mình sẽ tạo mới thêm cái pháp bảo nữa. Pháp bảo này. Mô tử tinh mô tử tinh. Không có tự tinh không đủ và thiếu bà tự tinh rồi các bạn Chắc là mình bỏ tự tin này Không đủ luôn vãi thật Nói chung là thiếu đấy Thiếu tự tin đấy Không biết có đủ không đây Thôi mình sợ là không đủ rồi ra thì càng ngày cái vé tạo mới các bạn cũng không không khó kiếm khó kiếm ở chỗ tử tinh thôi tử tinh và một số các bạn bây giờ có thể dồn kim nguyên bảo vào đây cũng được để các bạn chạy lên lực chiến cho những tướng phụ từ đó thì lực chiến tổng của các bạn sẽ rất là cao lên pháp bảo cho tướng phụ ấy các bạn bởi vì bây giờ các tướng chính thì các bạn đã mắc pháp bảo được đối với cái thời gian chơi như này ui thiếu à còn một lần nữa các bạn thiếu mấy vé nữa thôi thiếu ba cái nữa các bạn chờ mình một chút Pháo bảo này một chú bảo bạn bảo chỉ dùng đá chuyển đổi pháo bảo Nhưng thôi thật sự là khá là tiếc với cái cái lượng đá chuyển đổi pháo bảo nha các bạn bởi vì đá chuyển đổi pháo bảo thì thường mình sẽ sử dụng cho uh, tướng chính của mình hơn ui thấy bà rồi mình 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 là không có pháo bảo của quan âm rồi quyên tạo mới kiếm cái pháp bảo của quan âm nữa. Đây mình các bạn chờ mình tí. Bởi vì mình cũng phải lên quan âm một tí các bạn ạ. 5 điểm. Khoai đấy, năm cái quan âm nữa thêm nữa đi các bạn ơi. năm, Thêm một cái nữa. 15 cái và nhái thật có đủ để ghép không? Đây mình coi quan âm không đủ và có bảo các bạn nhá vẫn đang thiếu. Cái thì bây giờ Kim Nguyên Bảo đối với mình cũng không không, không biết chi tiêu gì, đấu giá thì mình không có thời gian đấu giá các bạn. Ủa vậy là mình phải vào để khép ghép các bạn ạ. mình phải bảo này, đủ quan âm rồi. đây nói chung là cái ngoài, này ngoài dự trù làm clip của mình <laughs> đây mình lên thêm pháo bảo này nữa các bạn nhé để kích hoạt đủ pháo bảo 25 Ủa vãi thật à, mình phải trùng sinh pháo bảo nữa bắt ạ pháo bảo này trùng sinh pháo bảo của tôn ngộ không ra để lấy vạn năm pháo bảo 255 cái <laughs> cái vạn năm pháo bảo đỏ nó khá lợi các bạn nhé sau này mà nếu mà các bạn chơi tướng đỏ giới hạn ấy, thì cái vạn năm pháo bảo nó rất là lợi khi mà để giúp các bạn chuyển đổi pháo bảo rất là lợi nhưng để mắc mà hiện tại mắc một thần tướng ấy, ít nhất nó cũng phải một nghìn một nghìn cái vạn năm pháo bảo đỏ các bạn ạ cũng phải mất một thời gian các bạn phải đi đấu giá chơi sự kiện đấy đây như thế này nhá tạm như thế này đi ờ... À... đây tăng của mọc tú vô lâm nữa Vậy nhé, như thế này khá là ổn, vậy thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm luôn ừ. Ngựa ngựa tí các bạn cuối mà Đây, đánh một bạn nào đó đi Thì <laughs> bị tụt lực chiến vãi luôn Đây, lực chiến này sợ không có ai Ờ, à, có Đây, tự đánh bạn này lực chiến thấp hơn mình một tí đi Tại sao đánh lực chiến thấp? Thì đánh lực chiến thấp thì có thể mình sẽ đánh đầu thì mình sẽ có những cái lợi thế hơn Đây, phun liên kích cho ngọc thố các bạn nhé Các bạn thấy chưa? Cái lượng bục của ngọc thố tạo lên khá là tốt Ui, bị phạt một cái đi luôn các bạn Bị phản đa một cái nhỉ Tấn công không bổ sung nhất tiễn mai Không hề đánh liên kích các bạn nhé nếu thật sự ngọc thố sẽ mạnh khi cái trò chơi này không giới hạn số lần liên kết thì ngọc thố sẽ rất là mạnh các bạn nhé siêu mạnh luôn bởi vì việc mà tích tích liên kích của ngọc thố nó sẽ rất là nhanh nói chung là trò trò chơi này giới hạn liên kích thì đúng rồi nếu mà không giới hạn liên kích thì hầu như rất là mạnh <laughs> toàn là nhất nghĩa mai đi một quả Thật ra thì nick của mình đang khá là to Siêu to luôn Nhưng để mà đánh Để mình xem một tí Mình chỉnh speed thấp một tí Đánh bạn này xem Ngụ không của bạn này đánh trước đi các bạn Thôi cho ngụ không của bạn này đánh trước đi xem như thế nào Không biết là Ngọc Thủ có trụ được không Năm tháng như nước chảy Đời hoa chẳng tàn phai Ui, dính quả xếp tắc thì không luôn các bạn Khá là cay Không trụ được các bạn nhé Vì gỗ thế này thì đau lắm Thôi mình sẽ ghép ngẫu nhiên đi Hoặc là mình qua hảo hữu ấy Kiếm mai dưới lực chiến đánh ấy Chứ mà à, Tầm này mà lực chiến à, Kia không đánh được đâu Bởi vì đang tẹt cái Nó phải cần lực chiến hiện tại nước mình uh, sắp tới mình sẽ bung bung lực chiến lên khá là nhiều đấy các bác để lên kịp lực chiến cho mọi người chúng sinh khổ sớm lên ngại. Ủa, bên kia đại đàn, đàn kim sĩ tiên phạt chế nhân thì phải mình nhớ không nhầm truy kích luôn vẫn truy kích thành công à Trời, các bạn thấy chưa đam rất là to nhá các bạn nhá Đam không đùa được đâu Nhưng mỗi tội thì không gõ được liên kích khá là cay Để mình sẽ làm cho Ngọc Thố bị thiếu nộ đi Mình sẽ đi một combo kháng để cho Ngọc Thố thiếu nộ Thì từ đó chúng ta sẽ xem được cái gõ liên kích của Ngọc Thố các bạn nhé không biết thắng nổi không sắp tới thì mình phải chờ thật sự là quan tâm thức tỉnh đợt này làm support cũng rất là ngon làm cái gì cũng rất là ok các bạn nó hầu như là nó sẽ khóa được những cái trạng thái tấn công bổ sung rất là nhiều lại ra kỹ năng các bạn kìa <laughs> <laughs> Tấu thai cực kỳ các bạn ạ à, Để mình làm cho Ngọc Thố Bớt nộ đi Thật ra nhiều nộ quá nó cũng không hay Mình sẽ cho điểm nộ nó giảm xuống Ồ, oh, Ván như thế này thì hầu như mình đã thắng rồi Mình ở đây đánh liên kích này Các bạn thì ui dính ngay quả choáng của Hồng Anh Nhi luôn Các bạn này đánh thường xong Thì hầu như Ngọc Thố cũng sẽ ở hồi lại liên kích các bạn nhé Xe duyên. Nghe. Lương duyên thiện đỉnh. Dọc, dọc nghe của ta rồi. <laughs> khá là tấu hài đây mình sẽ kiếm một bạn nào không có tiên phạt chính nhân đi thôi đánh như mình sẽ ghép đi thật ra ghép thua thì thôi nhé các bạn nhé. ôi thắng này thắng một bạn natra này Ôi không có tiên phạt chế nhân Ôi thắng này đúng rồi thắng một bạn 5 tỷ tư này Bạn này chắc không có tiên phạt chế nhân rồi 5 tỷ tư Mình 4 tỷ 7 thắng 5 tỷ tư Thì các bạn còn xem như thế này có thể xem ngọc thú như thế nào 5 tháng người mước chạy Đời hoa chẳng tàn hoa hành vô thường Chư pháp vô Phật chiếu chúng sinh như thất thất. Ui Không đi được Không đi được thiên thủ hiệu cơ các bạn Không đi được thiên thủ hiệu cơ Bên kia có bạch cột tinh nhé Bên kia có bạch của tinh thức tỉnh Hãy cơn đi thôi, thỏ đáng yêu. Nhất tiễn mai đi luôn mạnh bà Nói chung là clip hôm nay sẽ là demo nhá, mình sẽ để chơi ngọc thố khoảng một tháng. Mình sẽ bưu ngọc thố một tháng cho các bạn. <laughs> Đến khi nào mà không thể nghĩ ra được cách duy mới thôi. Thật ra là ngọc thố bưu mang tính chất giải trí nó thua tỷ lam bà rất là nhiều, tỷ lam bà có cái chất riêng của tỷ lam bà. Nó tỷ lam bà đánh liên kích, còn ngọc thố sẽ đánh theo kiểu là nó nó giải trí thôi, nó giống kiểu câu chuyện mà các bạn đánh bạch thử đam chính ấy. ui bên kia hồi sinh nhá các bạn nhá hồi sinh nhá trâu đúng các bạn bảo hộ kìa chính mình bảo hộ cho mình độ khóa thiên phạt ui thủ tâm hồi máu kìa <laughs> 6 liên kích các bạn nhé Chỉ cần có liên kích là rất là trâu Các bạn nên nhớ đang có liên kích là... Ngọc Thố rất là trâu các bạn ạ Ngãi nhất Chưa tiến mai Đây là kèo solo giữa Ngọc Thố và Bạch Cổ Tinh các bạn ạ đáng sợ hơn tưởng tượng Ok, Ngọc Thố sẽ ra kỹ năng này đi Đại Minh Vương luôn với... Đây, bây giờ còn solo thôi. Có thể là đế thính gánh một phần nữa các bạn nhé. Đế thính của mình cũng khá là khỏe. Đây, hai kèo solo. Ui! Các bạn thấy chưa? Hai quả bổ liên kích đi Bạch Cột Tinh của bàn Tùng đồ. Tùng đồ hình như Bạch Cột Tinh tướng phụ vậy đâu cũng có này nọ đấy các bạn cũng ổn mà cổ tinh tất tỉnh nói chung là cũng đang trong quá trình lên đây ghép nữa nè ui lại thắng này tôi và anh nhái thắng 6 tỷ 8 thấy ba rồi <cười> <cười> được chơi được các bạn chơi được chơi được giải trí thì được các bạn nhé thật ra nick của mình Tây nguyên cũng nhiều bây giờ làm giải trí cho các bạn uh, trải nghiệm nó vẫn hay hơn là đi theo kiểu nó nó quá là trai hát Pháp biên, chúng sinh. Đi thôi, đã... <cười> <cười> và anh nhái được 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 <laughs> tủ hài tủ <tú> hài thật <laughs> quá ư là mạnh các bạn ơi trâu các bạn nhá khi mà đi bộ thiên ký này thì mình cũng đã tính thêm một yếu tố đúng một số yếu tố rồi chắc chắn là phải có quan âm thì các bạn thấy chưa <laughs> được được giải trí để giải trí đấy các bạn cứ một cào là đi một hàng các bạn nhé cứ một cào là đi một hàng

<laughs> Cái đồ giảm lên kích thì nói làm gì nữa các bạn Đấy, à các bạn thấy chưa Nghĩa là Ngọc Thố tự bảo hộ cho bản thân được các bạn ạ Các bạn nên nhớ mà Nếu mà mình nói thật Nếu mà bi đồ hình toàn nữ cho Ngọc Thố Thì nó sẽ hay cực kỳ luôn thôi clip của mình mình sẽ nghiên cứu thêm nữa để cho các bạn trải nghiệm nếu mà các bạn hay thích clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thêm nữa một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại